Thưa quý vị, cần triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu trọng tâm của công tác cải cách tư pháp năm 2023 là khắc phục cho được những khó khăn vướng mắc, các rào cản để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động hệ thống các cơ quan tư pháp, chủ động thực hiện tốt công tác kiểm soát quyền lực để đề phòng các tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án. Đó là yêu cầu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thứ 3 Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương diễn ra vào sáng nay. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương. Biểu dương Ban Nội chính Trung ương đã chuẩn bị dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2022 với nhiều thông tin dữ liệu phong phú và đề ra phương hướng triển khai năm 2023 có tính khả thi cao. Chủ tịch nước nêu rõ sự chủ động, tích cực và những kết quả quan trọng trong thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương và các thành viên Ban chỉ đạo. Các nhiệm vụ tư pháp, cải cách tư pháp theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục được quán triệt, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp trong năm 2022 tiếp tục được nâng cao. Có thể nói là trong năm này, năm 2022, nghị quyết số 27 đã khẳng định những định hướng lớn về cải cách tư pháp, đặt ra nhiều nhiệm vụ cho các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị rất cao, nghiên cứu kỹ lưỡng, kiên trì thực hiện và quan trọng nhất là phải vượt qua rào cản lợi ích ngành thì mới đạt được mục tiêu đề ra. Là có 5 cái đề án cùng với cái đề án nhà nước pháp quyền đã được hoàn thành. Đây là một cố gắng rất lớn của các ngành các cấp. Cho nên có thể nói cái sự chủ động tích cực rồi thực hiện kế hoạch rất nghiêm túc đã tạo những chuyển biến tích cực đối với nhiệm vụ được Đảng, Bộ Chính trị giao để hoàn thiện pháp luật và hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án. Chủ tịch nước yêu cầu năm 2023 cần khắc phục cho được những khó khăn vướng mắc, rào cản để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động hệ thống các cơ quan tư pháp, chủ động thực hiện tốt công tác kiểm soát quyền lực để đề phòng các tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án. Trong cái cải cách tư pháp trong liên quan đến nghị quyết 27 thì có 3 vấn đề cơ bản cần đạt được sự thống nhất đồng thuận là: thứ nhất là cần đặt việc giải quyết các vấn đề cải cách tư pháp trong một cái hệ thống chỉnh thể cả về thiết chế lẫn thể chế để đánh giá dữ liệu đầy đủ tác động của chúng đối với toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là đối với nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước rất đặc thù ở Việt Nam, đó là vai trò lãnh đạo cầm quyền toàn diện tuyệt đối của Đảng ta khác các nước là cái điểm quan trọng này. Cái thứ hai trong cái triển khai thì nó có cái ý là chúng ta phải tính toán thật kỹ lưỡng, đầy đủ các điều kiện đảm bảo chín mùi để thực hiện các chủ trương, các chính sách đó, cả về lý luận, nhận thức, khung khổ pháp lý, năng lực tổ chức thực hiện và điều kiện cơ sở vật chất. Thứ ba là cần phải loại bỏ vấn đề lợi ích ngành. Chủ tịch nước đề nghị Ban Nội chính Trung ương tiếp tục chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương để triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác cải cách tư pháp trong năm 2023 và thời gian tới.